Đây một nhạc phẩm. Anh không mơ ước gì hết. Anh chỉ ước mơ được có em trên đời. Và em là hàng ngang của anh. Và anh chỉ là một chút cuội ước mong được sánh đôi cùng với em. Đó là nhạc phẩm của nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Vắng em, anh mơ. Mời quý vị nghe. Vàng xanh đôi trăng kia lẻ bóng đơn côi, anh mong chú cuội đẹp đôi chị Hằng, anh mơ làm bóng vầng trăng để theo đêm bước tung tăng em về, anh mơ mái ấm miền quê. Ai yêu cũng chẳng không bằng anh yêu, lao sao cơn gió bãi chiều, ngồi mơ lắm cánh con diều cho em, mơ em cô bé lọ lem, anh làm hoàng tử ướm xem đôi giày. Giây này anh đã nhầm ai, lo gì mà chẳng vương ấy chân nàng, mong thu với chiếc lá hàng, anh gom góp nhặt để đón nhận này, để rồi mà có một ngày chào em trong chiếc lâu đài huyền ương. Ước mơ anh thật bình thường, vắng em anh cứ nhớ thương mơ hoài. Ai yêu cũng chẳng không bằng anh yêu, lao sóc cơn gió bãi chiều, ngồi mơ lắm cánh con diều cho em, mơ em cô bé lọ lem, anh làm hoàng tử ôm xem đôi giày. Giây này anh đã nhầm ai, lo gì mà chẳng vương ấy chân ngà, mong thu với chiếc lá vàng, anh gom góp nhặt để đón nhận này, để rồi mới có một ngày chào em trong chiếc lâu đài uyên ương. Ước mơ anh thật bình thường, vắng em anh cứ nhớ thương mơ hoài, để rồi mơ có một ngày chào em trong chiếc lâu đài uyên ương. Ước mơ anh thật bình thường, vắng em anh cứ hai
mời quý vị nghe bài hát mà Tâm yêu thích nhất trong cái CD Như bóng tình yêu, có cái tựa đề là Nhớ phút ban đầu. Bài hát nói về một chuyện tình của hai người rất là dễ thương. Mời quý vị thưởng thức sau đây. Được viết năm 1996. Lúc đó nhạc sĩ Cao Minh Hưng ở Oregon
và làm việc ở đó, cho nên là khi mà về thăm người yêu là cô nàng Ngọc Bích với con mắt, đôi mắt tròn như búp bê. Và để mà muốn tạo một cái sự bất ngờ cho cô nàng và trong cái cảm giác trên đường lái xe từ Oregon về, thì đã cảm hứng để mà viết ra bài Vắng Em Anh Mơ. Và sang đến cái bài Nhớ Phút Ban Đầu, thì đây là một ca khúc mà nhạc sĩ Cao Minh Hưng viết năm 2009. Thưa quý vị, nhân cái dịp lễ Valentine, ngày lễ tình yêu, nhạc sĩ muốn có một cái món quà đặc biệt cho người vợ yêu dấu của mình, nên đã viết cái ca khúc này để mà tặng cho người vợ, người bạn và người bạn đặc bạn, người yêu và người bạn đời trong suốt những năm qua. Chắc là một số quý vị cũng muốn biết là cô bé có mắt tròn như đôi búp bê, như cái con búp bê đó là ai. Và thưa quý vị, xin quý vị hãy cùng hướng về bên tay trái của Thưa Anh để được thấy Hoàng tử Cao Minh Hưng và công chúa Ngọc Bích. Cho đến bây giờ khi mà các con cũng hơn mười mấy tuổi rồi, nhưng đôi mắt tròn như búp bê đó cũng vẫn tròn xoe, đặc biệt là những lúc ngơ ngác nhìn chàng. Thưa quý vị, Ngọc Bích và Cao Minh Hưng là một hai người bạn rất là dễ thương. Và bây giờ thì Huy Tâm, nãy giờ Tâm hát những cái bài hạnh phúc lứa đôi quay cùng trong cái biển tình rất là thơ mộng, thì cái đó ai diễn tả chắc là cũng dễ, cười toe toét lên là rất là dễ, phải không ạ? Bây giờ nếu như Tâm gặp một mối tình và bỗng dưng một ngày nào đó nàng quay gót ra đi, thì lúc đó Tâm sẽ làm gì và cảm giác của Tâm sẽ như thế nào? Anh còn nợ em. Vâng, thưa anh, tác giả Anh Còn Nợ Em đã bước đi rồi, thưa anh. Với riêng em, với riêng Huy Tâm, nếu mà gặp trường hợp đó thì chắc ngàn năm ôm hận. Rồi Tâm có làm gì không để mà qua cái mối hận đó không? Đập đầu vô gối hay là Tâm sẽ đi ăn thật nhiều để quên đời, hay là đi shopping, hay là uống rượu để ta say, Tâm sẽ như thế nào? Đặc biệt riêng với Tâm, khi buồn thì Huy Tâm hát nhiều hơn, hát không biết mệt. Thưa quý vị, có một lần Huy Tâm hát từ 7 giờ tối đến 4 giờ sáng. Hát xong rồi một tháng sau miệng giống như là muốn méo luôn. Nếu như vậy thì Huy Tâm thật là may mắn được trời ban cho giọng hát để mà không phải tốn kém những khi mà nhỡ như một ngày nào bị thất tình. Thưa quý vị, Thưa Anh muốn giới thiệu đến quý vị tiếng hát của Huy Tâm sẽ gửi đến quý vị tiếp tục một ca khúc sau đây mà nhạc sĩ Cao Minh Hưng đã phổ từ một bài thơ của thi sĩ Bạch Liên. Thưa quý vị, thi sĩ Bạch Liên là Hoa Sen Trắng. Thi sĩ Bạch Liên hôm nay rất tiếc là không có đến dự được, nhưng mà chắc chắn sẽ rất vui khi thấy quý vị đến đây nghe ca khúc này. Từ dạo em đi, 12 tháng trong năm bỗng dưng biến thành như tháng 7 mưa ngâu. Và trong một ngày của tháng 7 đã có bài thơ Từ dạo em đi. Một lần nữa, tiếng hát Huy Tâm. Đều là tháng 7 mưa ngâu. Chiếc dù nhỏ che vừa cho hai đứa, nằm thở than lăn lóc một góc đời, buồn vơi vơi nhớ thương ngày chung bước. Sợi nước mềm ướt thấm đôi vai em. Này em ơi, trời bên đó có nào mưa rơi xuống, em nhớ cho chiếc dù kia anh vẫn chờ che em.
Sài Gòn chỉ tới từng cơn mưa buồn chợt đến đến rồi đi, còn trong anh trái tim buồn thân mơ. Trời mưa xuống anh lang thang phố vắng, nhìn mưa rơi bong bóng nỗi bất bình vội vỡ tan lăn tăn theo dòng nước, như tình ta chần chừ xoay đời chung. Từ dạo em đi xa xôi anh hụt hẫng, tim chơi vơi ngơ ngẩn tìm bóng lang thang phố vắng, nhìn mưa rơi bong bóng nỗi bập bênh vội vỡ tan lăn tăn theo dòng nước, như tình ta chần chừ xoay đời trôi. Từ dạo em xa xôi anh hụt hẫng, tim chơi vơi ngơ ngẩn tìm bóng em. Từ dạo em đi xa xôi anh hụt hẫng, tim chơi vơi ngơ ngẩn tìm bóng quý vị nghe nhạc phẩm. Vâng, và nhạc phẩm anh vẫn chờ.